Nè. Rồi, nhắc lại nha. Các bạn sẽ có một cái database. Database này các bạn có một bảng thôi nhá. Đó. Cô có dữ liệu sẵn rồi. Thì bây giờ cô sẽ làm một cái chức năng là insert vào database. Ok. Thì bây giờ các bạn làm giống như cái form mẫu, có nghĩa là các bạn có 4 trường các bạn phải insert. Ok chưa? Và cái cuối cùng là cái type này các bạn nè. Sau này mình sẽ để cái spinner. Ok chưa? Để cái spinner nhé. Thì buổi sau nói đến cái lead view, cô sẽ nói đến cái adapter. Thì spinner, lead view nó là một cái dạng là adapter view. Ok chưa? Cái đây mình là sau. Còn cái này các bạn nhập đã. Ok, tạm thời mình nhập. Thì cô sẽ tạo một cái giao diện, một cái activity. Hoặc là cô sẽ tạo lấy luôn cái thằng này, cô cho nhập luôn cái main activity luôn nhé. Thì trong cái main này thì cô thường sẽ làm bằng cái anh là layout đâu. Đây. Cô thường làm là làm cái relative layout ha. Đây. Cô sửa anh này thành relative nha các bạn. Relative layout. Relative layout. Rồi ok. Cô tạo cái thứ nhất đó là cái title. Ok không ạ? Title là cái edit text. Edit text. Ok. Cái ID Android, cái thằng này khó chịu, cái ID bằng Amoc ID cộng chán ghê vậy đó. Tí nữa cô copy, gõ xong cô copy sau. Cái này là cô để là edit text title. Các bạn đặt cái này các bạn phải chú tâm đặt cho cô một tí. Hoặc thường cô sẽ hay đặt là txt nhé. Nhớ cô đặt txt, edit text title. Rồi cũng đặt là cái width. Android 2 chấm sao ta chết luôn. 3 match parent. Trời ơi, giờ làm sao tôi nhớ được cái chữ match parent. Không, tôi copy ở trên. Đừng có đọc nữa, tôi copy. Rồi. Đóng. Rồi. Layout hay. Cái cô không đâu control được đâu. Ông vừa kêu tôi đổi sang tiếng Việt sang tiếng Anh rồi. Cái máy cô nó kỳ quá à. Máy của cô nó kỳ quá. Em không biết sao nữa. Nó phải, cô phải neo trên neo dưới. Neo trên neo dưới thì cô phải dùng cái parent top, rồi parent left hoặc là parent bottom. Tóm lại là cô phải dùng cái đấy và cô không thể gõ được. Thôi, cô dùng linear cho nó nhanh nha. Làm sao mà cô lấy được? Lòng vòng cái gì? Làm sao mà nhớ mà gõ được từng cái một mấy đứa này thì nó rồi. Nhưng mà cái này phải nhớ cái orientation nhá. Đúng rồi, cái khó cái không. Orientation các bạn để cho cô cái horizontal nhá. À vertical nhá. Đấy cô gợi ý đâu. Vertical. Hả? Để gì? Nó để gì? Thôi đừng giống đứa nào hết. Rồi. Hint. Đấy cái hint nó cũng không nhắc luôn đấy. Android 2 chấm hint. Hả? Enter gì ta? Enter title. Nhập title ha. Đó là cái hint. Rồi ai đi title xong rồi tôi copy. Rồi marine nữa cơ, khổ quá. Rồi
Cái này là đến cái gì ạ? Content. Rồi. Rồi, match parent, cái này là enter content đi ha. Rồi, control V. Cái này là gì ạ? Date đúng không? Created. Created. Hả? Bớt đi. Giờ đừng có nói ra làm cái gì nữa. Mất thời gian. Ừ. Thôi thôi, loay hoay mà cái đấy mệt lắm. Cái này là gì ạ? Thai nha. Thật đáng sợ. Rồi. Thai. Nó không nhắc. Rồi, thêm có cái button ở dưới này. Hả? Cái gì? Bớt. À, add nha. Rồi. Rồi copy đi mấy đứa. Không ai mà rảnh mà ngồi làm. Hả? Cái gì? Một cái thôi. Ý là em bảo là một cái linear layout nữa, xong để nó chiều ngang được ba cục. Cái gì thì kệ nó đi. Xin lỗi ngay. Thôi để nó để vậy luôn đi. ID nữa, thiếu cái ID rồi copy luôn. Hả? Rồi button add. Đó, xong. Ôi giời, nhanh như một tia chớp. Rồi xong. Không, một thằng trước. Ông này sao? Ông thích copy gì chả được. Rồi bây giờ từ từ nè. Cái nhóm mấy đứa đấy mới im lặng trật tự đi mấy đứa. Rồi nghe nè. Khoan, cái này là phải giải thích nha. Bây giờ cô phải thêm vào database thì có một cách là các bạn thêm từng trường một vào. Cái này bình thường. Dùng câu lệnh insert into và insert từng trường một vào. Tuy nhiên, cái các bạn đang làm là cái đối tượng. Đối tượng là cái công việc to do đúng không? Đối tượng. Mà cái đối tượng này, object này các bạn học rồi đúng không? Thì ở đây có một cái khái niệm rất là mới. Đó là như này các bạn, khái niệm là class entity, là class thực thể, hay mình gọi là cái model. Đó là vì sao cô tạo một cái package là model. Thì cái model này là cái gì? Nó chính là class mà mô phỏng lại cái database các bạn. Nghĩa là database của bạn có bao nhiêu cột thì cái class đấy có bấy nhiêu trường, có bấy nhiêu cái field property, cái field. Và cái đấy sau này các bạn học mà gọi là lên cao nữa thì nó chính là cái để mô tả lại, làm cái dự án lớn á, thì nó sẽ mô tả lại toàn bộ các cái bảng ở trong cái cơ sở dữ liệu các bạn. Thì ở cái này người ta hay gọi là class cơ sở hay là class thực thể. Ok chưa? Và thường người ta dùng để làm cái mô hình MVC. Mô hình MVC là cái mô hình mà M được gọi là model. Nó chứa dữ liệu. Còn V là view, là cái giao diện các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, là giao diện này. Còn C là controller, nó là các cái hàm để nó làm việc, nó tương tác giữa cái view và cái model. Nhớ nha, cái model là cái data. Và tôi sẽ chỉ các bạn vì sao gọi là data này. Đấy, vào model này cô sẽ mở new một cái class, cô đặt tên là to do, công việc. Nó là danh từ không phải động từ nhé. Rồi, trong đó nó phải chứa các cái trường. Bên kia các bạn có là về dữ liệu thì các bạn tạm thời cô để cái public trước đi ha. Nhưng mà về nguyên tắc dữ liệu phải để private nhé. Cô đang không muốn các bạn xử lý phức tạp quá cho nên cô đang tạm thời để public trước, nhưng về nguyên tắc dữ liệu là phải để private bởi vì nó là bảo mật ha, bảo mật cao dữ liệu. Thì cái ID của nó sẽ là kiểu integer. Đúng không? Hai là cái title kiểu string.
Rồi, public string. Content. Public. Cái này đáng lẽ cô để là cái date. Nhưng mà ở bên kia ở rằng kiểu nó hiểu là kiểu text thì các bạn để đây date cũng được, mà để kiểu text cũng được. Hiểu không ạ? Nếu như để kiểu date thì các bạn phải có một số cái xử lý trong Java, đó là xử lý ép kiểu. Ép từ string sang date và ép ngược lại từ date sang string. Nó tương đối phức tạp. Bạn nào thích làm hôm nào tôi hướng dẫn cho làm. Còn bây giờ mình để string. Ok không? Rồi. Gray date. Và một cái trường cuối cùng cũng string luôn đúng không ạ? Đó là type. Được chưa? Và mình sẽ tạo constructor. Constructor để làm gì? Constructor để mình tương tác. Một là nếu để private ở đây thì nó sẽ giúp các bạn có thể nhập dữ liệu. Hiểu không ạ? Và các bạn sẽ thấy là có getter, setter. Đúng không ạ? Nhưng mà để public thì khỏi cần. Nhưng mà tôi vẫn để. Tại vì là không để cái constructor sau này các bạn add từng cái nó phức tạp. Mình để constructor để khi các bạn tạo một cái object. Constructor mục tiêu của nó là để tạo object. Nhá. Rồi. Mình sẽ có public to do. Rồi, đối số của mình sẽ là integer id phải string title. Thôi. Tôi click chuột phải, tôi new một cái được không? Generate ra nha. Generate constructor. Bôi hết, một cái này phải bôi hết mới enter được. Ok. Ra chưa? Rồi. Tuy nhiên khi tôi insert thì có insert ID không ạ? Vì sao ạ? Đúng rồi. Vậy thì tôi có cần ID không? Bởi vậy tôi sẽ tạo một constructor khác mà không có ID. Các bạn để ý không? Một class có thể có nhiều constructor. Vậy tôi sẽ tạo thêm một cái constructor khác không có, không có ID. Được chưa? Đấy, cái hay của nó là vậy đó. Đấy, mình chỉ... Được chưa? Ok không? Và nhiều bạn thì tạo luôn cả constructor rỗng. Nhưng mà cô không sử dụng constructor rỗng. Khi nào sử dụng thì các bạn thêm vào. À, nó không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Được không ạ? Cái nào cần thì mình thêm, không cần thì thôi. Ok không? Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ cô sẽ làm xong được cái này rồi. Thì bây giờ cô sẽ viết cái hàm insert vào database. Và hàm insert này cô viết ở trong cái DAO. Cô tạo, tại vì các bạn sẽ có nhiều bảng. Có thể bảng to do, có thể bảng time, rồi cái bảng người dùng á. Một database các bạn có thể có nhiều bảng. Cho nên cũng có nhiều cái model. Và đồng ý cũng phải có nhiều cái tôi quản lý riêng mà tôi tách ra. À, có nhiều cái DAO. Vậy thì cô tạo một cái class, cô đặt tên là to do DAO. DAO là viết tắt của Database Access Object. Ok chưa? Rồi, trong này cô sẽ có các cái hàm. Cô tạm thời viết như này để các bạn nhìn nè. Public void insert. Đó. Public void update. Cô để đây thôi, cô chưa làm gì cả. Cô để đây cho nó vui thôi. Đấy. Insert, update, delete. Và cái này cô để cái cuối á, là cô để vô get. À, nếu mà các bạn để một cái hàm get không á, thì các bạn phải viết một số thứ. Nhưng mà các bạn, tại vì sao? Mình lấy theo toàn bộ, mình gọi là get all. Mình lấy theo ID, get by ID, đúng không? Đó, mình có thể search theo name, get by name, đúng không ạ? À, thì mình muốn get gì thì get. Thì mình có thể viết ra nhiều hàm. Nếu viết chung một hàm thì các bạn phải hơi tinh tế một tí, đúng không? Bây giờ tôi làm một hàm get all trước. Ok không? Lấy toàn bộ. Rồi bạn nào thích một cái hàm viết theo kiểu là get by đi cũng được. Đúng không? Để đó để các bạn biết là tôi có những cái hàm này. Rồi bây giờ nhìn này. Hôm trước có một bạn hỏi cô đến cái khái niệm gọi là interface.
interface. Tại sao lại là có interface? Thì nếu học thầy Chấn có thể là sẽ viết interface đấy, thói quen, nhưng mà sẽ khó hiểu nhá. Interface là gì? Interface nó không phải class nha, nhưng trong interface nó chứa toàn bộ các cái function, các cái method là method không có nội dung. Khi các bạn mà implement cái interface đó thì bắt buộc các bạn phải override các cái hàm đó. Không override là lỗi, thì nó là một cái kiểu ràng buộc, nghĩa là bắt buộc trong class của bạn phải có từng này hàm. Không đủ từng này hàm là nó lỗi. Thì đó là một cái ràng buộc, hiểu không? Giống như bây giờ các bạn yêu cầu gửi cho bạn một cái tờ giấy trắng không có gì cả, tôi nói các bạn viết cái sơ yếu lý lịch các bạn đi. Các bạn viết, mỗi người viết một kiểu, không ai giống ai. Trả lại cho tôi một cái cần thì không có, cái có thì không cần. Nhưng bây giờ tôi gửi cho bạn một cái form mẫu, trong đó có 5 dòng, bắt buộc phải điền cả 5 dòng, hiểu không? Và mỗi dòng để điền cái gì, thế là các bạn điền vào. Ví dụ, insert có nghĩa là họ tên, bắt buộc phải điền. Thế là người thì điền là Nguyễn Văn An, người thì điền tên Hoài, đúng không? Nội dung có thể khác nhau. Nội dung khác nhau đó là cái implement đó. Cái bắt buộc đó là cái tên hàm, là tên hàm. Còn nội dung trong là tùy, đúng không? Bạn thì nội dung khác, bạn thì nội dung khác. Giống như class của tôi implement thì class tôi nội dung khác. Thì cái interface đó là một cái ràng buộc của các bạn. Hiểu không ạ? Đấy. Còn nếu bạn nào mà khó hiểu interface thì chưa đưa vào vội. Ok không? Nhưng mà nếu các bạn hỏi không đưa thì sao? Không đưa chả sao cả. Hiểu không ạ? Nhưng mà khi các bạn viết đúng quy tắc á, có cái ràng buộc với nhau thì đưa vào thì cái code các bạn chặt chẽ. Rồi, bây giờ tôi viết cái hàm insert trước. Rồi nhá. Hàm insert, tôi sẽ làm một công việc thứ nhất. Đó là tôi chèn một cái đối tượng đó, chèn một cái to-do vào trong database. Thì phải có đối số. Ok không ạ? Đối số của cô sẽ là to-do. Một cái item. Đối số. Rồi, trả về là cái gì? Có nhiều cách viết để trả về. Một là tôi không trả về gì cả, tôi làm một chức năng insert thôi là được, tại vì tôi chỉ cần insert mà, nên tôi để void. Nhưng có một kiểu trả về thứ hai, tức là tôi muốn trả về là nếu nó insert thành công thì nó trả về là true, insert không thành công nó trả về là false. Thì chỗ này phải return cái gì ạ? Boolean. Được chưa? Đó. Rồi. Nó lỗi bởi vì chưa return. Đã có kiểu trả về thì phải return. Rồi bây giờ nè. Bây giờ mà tôi viết hàm nè. Thì bây giờ để insert vào database thì bước thứ nhất cũng giống như cái video trước cô nói, bước thứ nhất là các bạn phải sử dụng cái DB helper. Hiểu không ạ? DB helper thì có hai cách. Một cách là các bạn truyền vào đây. Hiểu không? Hai là các bạn tạo một cái constructor của anh này, to do down. Hiểu chưa? Rồi, cô tạo một cái public to do down. Đối số của tôi sẽ truyền vào là context. Rồi. Tôi sẽ tạo một cái DB helper ở đây. Cái DB helper nó là một cái môi trường. Cái file mà khi nãy tôi tạo database đây các bạn ạ. Ok chưa? Đây. Tôi khởi tạo cái database ở đây. Đó, helper. Rồi. Helper bằng new DB helper, truyền cái context vào. Ok chưa? Ok không? Đấy, rồi. Ok. Rồi. Được chưa? Nhiều bạn viết này là nó sai nè. Nhiều bạn xem cái này xong các bạn viết thêm cái này nữa nè. Trật lất. Nhiều bạn bảo ô cô em làm giống cô mà sao sai, thì ra khác bạn khác.
Tự nhiên các bạn thêm cục này vào đây. Hai biến này khác nhau hoàn toàn. Biến này là biến toàn cục, biến này là biến class. Con biến mà khai bào ở trong này là biến cục bộ, nó nằm ở trong constructor thôi. Hiểu không ạ? Vô tình các bạn tạo hai biến các bạn không biết. Ok, xóa này cho cô, một biến duy nhất thôi, ok không ạ? Một object duy nhất thôi. Rồi, các bạn có thể tạo database trong từng hàm hoặc là tạo ngoài hàm cũng giống như cái helper thôi, tùy các bạn nhé. Các bạn bây giờ mới tạo database nè, SQLite database. Được chưa? DB bằng helper.getDrawable database. Bởi vì là các bạn phải ghi, insert là ghi vào, cho nên các bạn phải mở nó ra ở dạng là getDrawable. Rồi. Sau đấy các bạn tạo cái content. Content. Content nha. Value. Các bạn để là value bằng new content, content value. Ok. Sau đấy mới put dữ liệu vào content. Hiểu không ạ? Put dữ liệu vào content. Value chấm put. Cái put này có hai đối số. Đối số thứ nhất là key, đối số thứ hai là value. Cái key này phải trùng ở vào đâu ạ? À? Cái key này phải trùng database. Đây. Cái key này phải nằm ở trong database. Ví dụ cột của cô đặt là gì ạ? Title thì bên kia phải title. Hiểu không ạ? Content phải giống nhau, không giống nó lỗi. Tên bảng cũng thế. Vậy là bây giờ cô sẽ put vào title. Thì ở đây cô sẽ lấy là item chấm gì ạ? Cái đối số cô truyền vào, dữ liệu cô truyền vào đây rồi này các bạn. Hiểu không ạ? Cô truyền dữ liệu này vào rồi. Các bạn cũng có thể truyền từng trường nhá, từng field một. Nhưng cô đang cố tình truyền một cái object. Hiểu không ạ? Cô đang làm trên object mà. Item chấm title. Rồi copy thôi nhé. Mình sẽ có 4 trường, mình put 4 cái. Rồi trường thứ hai mình sẽ là con content. Trường thứ ba mình sẽ có là create date. Trường thứ tư của mình sẽ là type. Và cái này tương tự là chấm là content, create date và cuối cùng là type. Được chưa? Rồi sau đó các bạn mới thực hiện cái việc là insert vào database. Insert vào database thì câu lệnh insert nó sẽ là như này nè. db.insert. Ok không ạ? Các bạn để ý nè, kết quả trả về của câu lệnh insert này là long. Là long. Trả về cái dòng mà nó insert được á. Hiểu không ạ? Ok không ạ? Cái số dòng nó insert vào được. Và tên bảng nè, tên bảng cũng phải trùng luôn, cô đang để đặt là to do. Rồi, đối số thứ hai là column hack, string column hack. Cái này các bạn không có. Null. Và đối số thứ ba chính là cái value. Nếu bình thường làm như này là xong rồi. Nhưng bây giờ các bạn muốn kiểm tra xem cái việc insert này có thành công hay không thì các bạn thêm cho cô một chút nữa. Đó là các bạn tạo ra một cái biến long row gán bằng cái này. Tại vì kết quả trả về câu lệnh insert là long. Nếu nó trả về in thì các bạn khai báo biến in. Hiểu không ạ? Rồi. Thì nếu như cái row này mà lớn hơn 0 thì là thành công. Nhỏ hơn hoặc bằng 0 là không thành công. Vậy thì cô sẽ return cái gì ạ? Return row lớn hơn 0. Có nghĩa là row lớn 0 mới trả về true thì nó return true. Đúng không? Lớn hơn 0. Không. Lớn hơn 0 là 1 đúng không? Nó lấy từ 1 đúng không? Đúng rồi. Làm gì có không? Không là không có dòng đảo. Đâu đâu insert thành công đâu. Cái này đâu phải index của cái bảng của em đâu, âm 1. Đúng rồi.
Đâu có, không thành công thì nó trả về nhỏ hơn hoặc bằng không. Số bất kỳ. Nhưng mà thường sẽ là không có gì cả, nó trả về không. Không dòng nào. Hiểu không? Update delete cũng vậy. Update, em update được mấy dòng? Không dòng nào thì có nghĩa là nó nhỏ, nhỏ hơn không. Không ai so sánh bằng bằng không cả. Không so sánh chính xác. Nhá. Không so sánh chính xác. Hiểu không? Đừng có nói là cứ bằng bằng không là sai, không đúng. Hiểu không ạ? Đừng có làm vậy. Cũng đừng để khác không. Tức là mình phải lớn không thì chắc chắn nó mới thành công. Ok không ạ? Còn nhỏ hơn hoặc bằng không là không thành công rồi. Ok chưa? Rồi, đến đây hiểu chưa ạ? Thì nếu như mà nó insert thành công thì nó chắc chắn nó trả về phải lớn hơn không. Ok chưa? Thì nó trả về là true. Thì biểu thức này nếu mà các bạn viết mà rời ra, viết rời rạc ra thì các bạn sẽ viết như này nè. If gì ạ? Row lớn hơn không? Thì return. Đúng rồi, true. Else return phone. Nhưng mà viết dài dòng, hiểu không ạ? Đấy, mình xóa đi. Tại sao cái chỗ này lỗi? Bởi vì cái dòng này bị dư thừa. Tại vì là sau tất cả câu lệnh sau return là dư thừa. Câu lệnh return nó có hai ý nghĩa nhé các bạn. Ý nghĩa thứ nhất của câu lệnh return là trả về giá trị tài liệu gọi hàm. Ý nghĩa thứ hai là khi mà điều khiển chương trình gặp câu lệnh return, văng khỏi hàm luôn, thoát khỏi hàm luôn. Hiểu không ạ? Cho nên là những câu lệnh mà sau return vô nghĩa, cho nên nó sẽ báo lỗi. Các bạn viết các câu lệnh sau return là nó báo lỗi. Nếu mà không lỗi là trường hợp câu lệnh return này phải đặt trong điều kiện thì nó mới không báo lỗi thôi. Ok không ạ? Đó. Vậy là cô vừa viết xong cái hàm insert, bây giờ cô vận dụng. Ok, vẫn kịp nhá. Cô vận dụng này. À, bây giờ cô viết vào hàm trong kia thôi. Cái này hàm xử lý rồi, mình gọi ở trong cái activity thôi. Cái main activity nè. Các bạn coi như là bỏ qua ông này đi. Ông này là để cô test thôi nhá. Ông này để cô test thôi. Rồi. Thì bây giờ các bạn viết cho cô cái hàm. Một là viết hàm, hai là viết trong cái on create này luôn. Thì nhắc đến cái activity, các bạn phải nhắc đến cái vòng đời của activity nhá. Ở đây ai khẳng định các bạn biết về vòng đời của activity giơ tay ấy cả. Vậy vòng đời là gì? À, nó trong cái vòng đời của activity là bắt đầu khởi tạo, nó chạy, nó đến khi nó active xong, đến khi nó run xong thì nó có thể là tạm dừng, nó pause. Có biết khi nào nó pause không ạ? Khi có một activity khác đè lên nó thì activity trước nó sẽ bị gọi chế độ gọi là tạm dừng. Hiểu không ạ? Rồi, khi mà nó hết tạm dừng mà kích hoạt nó lên thì nó gọi là resume. Đúng không ạ? Đấy. Và nó gọi là destroy. Destroy là trường hợp là các bạn đóng cái anh này đi thì nó sẽ gọi đến cái sự kiện destroy. Thì cái hàm on create này khi chạy activity nó chạy một lần thôi. Hiểu không ạ? Nó chạy một lần thôi. Thì muốn chạy tiếp, nó đang pause mà chuyển sang chế độ resume á, mà muốn chạy nữa thì các bạn phải để code ở trong cái sự kiện on resume. Các bạn có một cái sự kiện gọi là sự kiện on resume. Đúng không ạ? Nhưng mà khi nào cần dùng thì cô sẽ nói. Còn bây giờ mình chưa cần dùng ha. Đấy. Thì hầu như tất cả là các bạn viết ở trong on create khi cho nó chạy lần đầu. À, sau này khi kích hoạt ngược lại thì nó gọi phải gọi trong on resume. Rồi. Vậy thì cô tạm thời cô ẩn cái đống này đi. Đây. Ẩn cái đống này đi. Thì nữa cô sẽ gọi chỗ khác ha. Tạm thời cô ẩn cái đống này đi. Control chấm hỏi. Bôi xong control chấm hỏi. Rồi. Bây giờ nè, cô vẫn phải dùng cái, cô không gọi trực tiếp cái DB helper nữa. Tại vì DB helper các bạn đã gọi trong DAO rồi. Bây giờ cô chỉ cần gọi DAO thôi nhá. Vậy là cô sẽ tạo cái biến DAO to do DAO ở đây. DAO. Rồi,
cô cũng có đao gán bằng new. To do down. Truyền contact vào đúng không ạ? Tại vì bên contractor kia mình truyền contact mà. Thì có là main activity.this. Ok. Rồi. Bây giờ cô sẽ khi click chuột vào button thì có nhiều cách để click chuột vào button. Cách thứ nhất là các bạn để cái on click ở bên giao diện. Để cái on click bên giao diện. Sự kiện on click bên cái nút bên này. Được chưa? Chưa làm bao giờ. Rồi, bữa nào làm thử. Cách thứ hai là các bạn viết một cái hàm ở ngoài xong gọi vào đây. À, nhưng mà trước khi mà giải thích cách thứ hai thì tôi làm cách thứ ba trước. Đó là các bạn có button của mình là gì? À đâu, bây giờ cần view nào mình khởi tạo view đó chứ. Mình có button gì các bạn? Button, button ad đúng không? BT ad đúng không ạ? Rồi, BT ad bằng gì ạ? Nhiều bạn để cái này ra một cái hàm khác cho nó gọn ha. Cái này với BTN nè. Okay. Còn cái này là biến của Java, còn cái này là cái ID của thằng Vue. Rồi, hai thằng khác nhau nhá. Rồi ok. Button button add chấm set on click listener. Xong mình new đúng rồi. Rồi, nhìn nè. Bản chất cái thằng này nè. Nó là một cái interface. Các bạn phải implement một cái đấy, các bạn implement nó là ok. Hiểu không? Rồi các bạn viết cái hàm on click là xong. Cái này nó là một cái liên quan đến Java, nó thú vị lắm. Rảnh rảnh tôi kể cho nghe, bây giờ hết giờ rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ lấy mấy cái view kia đúng không ạ? Mình có 4 cái view đúng không ạ? Mình có 4 cái text view, edit text. Edit text, cái thứ nhất là edit text title. Edit text cái content. Edit text cái date đi. Edit text cái time. Rồi, mình copy thôi mấy đứa ơi. Ôi chết cha. Ctrl C, Ctrl V nha. 1, 2, 3, 4. Rồi. Edit text cái gì ạ? Title trước đi ha. Dưới này, cái này. Ôi dạ. Rồi, cái này là edit text cái content. Edit text cái date. Edit text cái time. Ok. Đấy. Đó là lý do tại sao gõ nhanh đó. Copy không à? Rồi ok. Rồi lấy nó nè. Bây giờ lấy nó nha. Chứ tôi gì mà gõ. Rồi. À, string. Title. Edit text title. Get text. À, riêng cái thằng này phải to string. Đúng không? Rồi tôi cũng copy mấy đứa ơi. Ai đời đúng không? 1, 2, 3, 4 đứa đúng không? Copy. Hả? Thầy vô rồi về thôi. Rồi sắp xong rồi. Ê tôi nói nè, mấy đứa coi cái video của cô bữa trước á, là có tiếng thầy định. Thầy định kéo xuống cuối cái video là có tiếng thầy định. Ủa sao chị không lọc cái tạp âm giúp em đi chứ? Mất thời gian lắm. Thôi thì ra thì rồi ok. Xong các bạn lưu ý nè. Cái hàm insert
có phải là mình truyền vào object đúng không? Thì mình truyền object vào, đúng không? To do, item, new, to do. Mình truyền constructor là title, content, date và time. Rồi, tiếp tục if gì ạ? Nếu cái hàm mà down.insert truyền cái item vào, nó mới trả về là true, đúng không? Nếu item mà trả về là true thì tốt nó ra, đúng không? Tốt nó ra. Rồi, text là gì đấy ạ? Rồi, L là gì đấy ạ? Thành công nhân. Ổn chưa? Rồi, test nha. Một 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 một. Thành công. Không, từ từ. Tôi phải test xem nó phải thành công thiệt không đã. Được chưa? Chạy lại nè. Khoan, mình xem còn nó có cái ấy không nha. Mình xem nó đây. Nó có cái 11 không nha. Có 11 chưa? Cái 11 vào chưa? Nghĩa là đã insert thành công rồi.